Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Học Phật nghe Pháp hành thiền sẽ gặp may mắn, phước báo hồi đáp. Ai cũng muốn mình được may mắn, muốn được mình hưởng phước. Khải Toàn trợ duyên có cách đơn giản, có cách cần sự kiên trì, đa phần theo lời Phật dạy. Hôm nay Khải Toàn xin chia sẻ 5 việc nhỏ mỗi sáng cho năng lượng mỗi ngày. Tâm trạng mỗi sáng sau khi thức dậy là yếu tố quyết định cảm xúc của cả ngày. 5 việc mỗi sáng cho bạn mỗi ngày mới tràn đầy năng lượng. Điều mà không ai có thể làm được cho bạn. Ví dụ thứ nhất, chọn hướng xuống giường. Bước này theo phương pháp phong thủy thì các bước sau thiên về khoa học như rửa mặt bằng nước lạnh, vận động cơ thể. Bước thứ nhất, bước chân xuống giường nên chọn hướng. Nếu bạn sinh mùa xuân dư mộc thiếu kim, mặt nên hướng về hướng tây hoặc hướng tây bắc. Nếu bạn sinh mùa hè dư hỏa thiếu thủy, mặt nên hướng về hướng bắc hoặc hướng nhà tắm. Nếu bạn sinh mùa thu dư kim thiếu mộc, mặt nên hướng về hướng đông hoặc hướng đông nam. Nếu bạn sinh mùa đông dư thủy thiếu hỏa, mặt nên hướng về hướng nam hoặc hướng đông. Bước thứ nhất này giúp bạn hấp thụ đúng loại năng lượng sinh thần bát tự của bạn khuyết. Nếu chưa quen, có thể đặt một đôi dép, đặt một cái ghế để mỗi sáng bước xuống theo thói quen mới. Bước thứ hai, rửa mặt bằng nước lạnh. Hành động này giúp xe khích lỗ chân lông, rất tốt cho cơ mặt. Nếu bạn rửa mặt thường xuyên bằng nước lạnh, kết hợp vài động tác massage nhẹ nhàng lên làn da khi rửa mặt, giúp hạn chế tuyến bã nhờn tiết dầu. Da mặt của bạn sẽ mịn màng hơn, săn chắc hơn và trông trẻ đẹp hơn. Bước thứ ba, vận động cơ thể. Bạn nên có vài động tác thể dục đơn giản cho chân, tay, cho toàn thân, giúp giãn gân cốt. Nếu có sức khỏe, có thể gập bụng, hít đất, hít xà. Như lời bài hát, muốn trẻ đẹp thì hãy tập thể thao. Ngoài ra trong lúc tắm gội, bạn có thể massage toàn thân, từ hai vai, cánh tay, cơ ngực, eo, đùi, và lấy khăn tắm massage ở lưng, giúp từng tế bào lưu thông khí huyết. Đây là những bước đơn giản giúp bảo dưỡng cơ thể cho thể chất của bạn để tiếp tục cài cuốc trả nợ đời. Bước thứ tư của mỗi sáng, ngồi xếp bằng tĩnh tọa, hít thở vài hơi thật sâu thật chậm. Chừng vài phút sau, hãy hít thở một hơi thật sâu bằng mũi và thở mạnh ra bằng miệng. Hành động này gọi là tống uế khí. Tống uế khí trong buồng phổi của bạn. Tiếp theo, hãy lấy hai bàn tay úp vào hai lỗ tai, dùng hai ngón trỏ gõ vào gáy của bạn. Gõ tầm 20 lần, bạn sẽ nghe tiếng tung tung. Hành động này giúp đả thông kinh mạch ở gáy, giảm ù tay, tăng trí nhớ. Bạn có thể áp dụng bước thứ tư này với buổi cầu nguyện. Mời các bạn xem lại video cầu nguyện trong kênh của Khải Toàn. Bước thứ năm, sau khi vệ sinh cá nhân, quần áo tươm tất xong. Trước khi rời khỏi nhà, hãy đứng trước bàn thờ vái lại. Bất luận là bàn thờ gia tiên, bàn thờ Chúa, bàn thờ Phật, tâm của bạn khởi ý niệm, khởi ý thiện, mong người người được an lạc, mong cho bản thân bạn có được tấm lòng như Phật. Sau đó gõ ba hồi chuông. Nếu bạn sinh mùa xuân hè thiếu kim, hãy gõ vào tiếng chuông đồng. Âm thanh của kim loại này trợ kim giúp bạn may mắn. Nếu bạn sinh mùa thu đông thiếu mộc, hãy gõ vào cái mỏ mộc, âm thanh gỗ này trợ mộc giúp bạn thêm may mắn. Khải Toàn vừa chia sẻ 5 việc nhỏ mỗi sáng cho bạn thêm năng lượng cả ngày. Nếu bạn tinh tấn thực hiện mỗi ngày, sau một thời gian ngắn bạn sẽ nhận thấy bản thân mình yêu đời hơn. Bạn sẽ trẻ đẹp hơn, sẽ ứng với câu tâm sinh tướng. Trừ khi bạn không muốn mình trẻ đẹp. Các bạn hãy nhớ, hành thiền mỗi ngày tầm 10 phút trước khi ngủ. Hành thiền là nhân, tâm an là quả. Mời các bạn đón xem video vào mỗi cuối tuần trên kênh Khải Toàn Thiền Định hoặc Khải Toàn Phong Thủy. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.